Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là anh Túc đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một lượt like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Đến cái video này thì mình đừng hướng dẫn anh em gọi là Clam, cái đồng token có ký hiệu là SHIB LU, nó có chương trình airdrop. Anh em gọi là khi gọi làm xong các bước của nó xong thì anh em sẽ nhận được 100 cái đồng SHIB này. Đó, thì một đồng ship này nó có lói, đây là nó có lói thì nha, bằng 8 USDT đấy chứ, tương ứng với 8 đô. Thì anh em nhận được 100 cái đồng ship này thì mình nhân lên theo giá theo nó nói là 8 đô thì 800 đô rồi, ok chứ. Mình cũng chẳng biết là nó gọi là nó uy tín hay không, mình không biết được chưa, nó gọi là nó có trả hay không thì mình không biết, nó trả hay không, nhưng mà nó trả thì là gọi rực rỡ luôn này, còn gì nữa, được chưa. Thì làm cũng đơn giản thôi, làm các bước cũng đơn giản thôi, được chưa. Rồi, ai mà theo mình nhận được 8 cái 100 cái đồng ship này tương ứng với gọi là một đồng ship bằng 8 USDT bằng 800 đô ấy thì có thể kích vào đường link dưới phần mô tả, mình có để ở đó, ok chưa? Thì ra giao diện của thằng anh em đi chatbot này, được chưa? Giao diện của thằng ship LU này, Adrop này, anh em nó start cho mình và nó hiện lên cái giao diện như vậy. Thì là nó cũng báo như vậy thì anh em ấn vào join Adrop cho mình. Được chưa? Khi join Adrop xong thì anh em ấn nhập captcha cho nó, thì nhập captcha xong thì nó hiện lên là bắt các bạn là join group này, các bạn kích vào phần join channel cho nó này, ấn kích phần đây để join, xong bắt đầu đây kích vào đây, join join xong join ở phần dưới này, các bạn ấn quay ra này. Đấy. Khi join xong thì các bạn ấn đôn này, đấy, bắt đầu nó bắt join Telegram channel cho nó và kích đôn cho nó. Đấy, khi xong em kích đôn, ok chưa? Thì nó bắt các bạn subscribe này kênh YouTube của nó và các bạn kích phần YouTube này, ấn subscribe YouTube này và gửi cái URL YouTube này thì lấy đơn giản thôi. Anh em quay sang YouTube cho mình, ok chưa? Rồi khi anh em ra giao diện của thằng YouTube đi thì anh em vào giao diện của thằng YouTube thì anh ấn vào kênh kênh của bạn nha, được chưa? Kênh của bạn này. Thì ra giao diện như vậy thì anh em có thể là ấn phần ba gạch này, ba gạch trên góc phải màn hình này. Đấy, ra giao diện như vậy thì anh ấn vào chia sẻ này. Rồi, sao chép này, nó hiện lên cái từ sao chép đường liên kết này, anh em tích thẳng vào đây, được chưa? Rồi, sao chép xong này em quay sang cái phần Telegram này, anh em dán cái vừa sao chép đó cho mình, gửi cho nó, ok chưa? Khi anh em gọi đăng ký kênh của nó ấy, ok chưa? Thì nó bắt các bạn là nhập follow Twitter, retweet các thứ thì anh em tích vào follow và retweet gọi là tweet lại bài viết thôi, thì anh em cũng có thể là gắn thêm ba bạn bè vào để tăng cái độ uy tín, được chưa? Tăng cái phần trăm nó trả tiền, ok chưa? Hiểu nôm na như thế rồi anh em sẽ sao chép cái Twitter này, cái đường link Twitter của các bạn này đấy, vào sao chép cái để mình nói vậy thì anh em cũng không hiểu, mình vào Twitter cho anh em. Rồi khi anh em vào Twitter thì em kích thẳng vào phần đại diện cho mình nha. Được chưa? Rồi ấn vào phần trên cho góc phải màn hình cho mình và ấn chia sẻ cho mình. Được chưa? Tìm cái phần khi nó hiện lên cái một như vậy thì nó anh em vút sang tìm cái phần sao chép vào bậc khanh như tạm này. Đây cái phần này này, sẽ ấn sao chép rồi. Bắt đầu nó quay sang cái phần Telegram gửi cho nó ok. Được chưa? Rồi nó bắt các bạn nhập địa chỉ BEP20 BNB Smart Chain, anh em vào WeChat hoặc MetaMask anh em lấy địa chỉ BLB Smart Chain gửi cho nó là ok. Thì hiện lên như vậy thì anh em có thể là đã nhận được 100 cái đồng ship này, thì là mùng 8 tháng 8 là nó sẽ phân phối giải thưởng, ok chưa? Thì nào cũng cầu mong cho nó phân phối giải thưởng đi, được chưa? Đây là cái đường link để anh em giới thiệu bạn bè, thì 800 đô rực rỡ lắm chứ anh em, gần 20 củ đấy, được chưa? Rồi không biết nó giải không mình không biết, nhưng mà cứ làm, được chưa? Làm cũng nhanh thôi. Rồi, kết thúc video cho anh em làm. Bây giờ chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo.